mọi người. Đây là chiếc máy Honda GX160 FZ500. Nguyên bản chuẩn của Honda, chuẩn 100% ạ. Tất cả mọi người nhìn kỹ để phân biệt được hàng nhái và hàng giả trên thị trường, hàng đâu là hàng chuẩn và đâu là hàng nhái, chuẩn đến từng góc cạnh. Đây con ốc này, nguyên bản FZ500 160, hàng chuẩn 100% Honda luôn nhá. Có giấy và dấu đóng của nhà máy, xuất xưởng đầy đủ. Tất cả từng con ốc. Đẹp đến từng cả vành vành lốp luôn ạ, nhìn rất là sắc nét. Tất cả con ốc đều có đánh dấu chuẩn quy cách. Có đầy đủ chắc chắn hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Còn đây là FQ650, mọi người xem nước sơn chuẩn và sắc nét, cánh yếm rất là dày. Đầy đủ. Mọi người nhìn xem là hàng chuẩn và hàng nhái nó cách nhau xa vời không? Đây, nguyên bản Honda Gia Linh FQ650.